Chiều ngày 16 tháng 8, đoàn kiểm tra Ủy ban Nhân dân quận kiểm tra công tác cải cách hành chính, việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001-2015, các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, công tác văn thư lưu trữ, tôn giáo, tín ngưỡng, tôn giáo tại Ủy ban Nhân dân phường Trần Thành Ngọ. Đồng chí Nguyễn Phong Doanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận chủ trì buổi kiểm tra. Đoàn kiểm tra Ủy ban Nhân dân quận đánh giá Ủy ban Nhân dân phường Trần Thành Ngọ đã niêm yết công khai các nội dung phải niêm yết theo quy định. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 21 tháng 7 năm 2023, Ủy ban Nhân dân phường đã tiếp nhận 4.198 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của công dân. Tất cả đều đã được giải quyết xong, không có hồ sơ tồn động. 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa. 28 trong tổng số 103 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. 100% văn bản sử dụng chữ ký số khi ban hành và gửi dưới dạng điện tử, trừ văn bản mật. Việc quản lý và sử dụng con dấu trong công tác văn thư được thực hiện nghiêm túc theo quy định. Công chức phường đã lập 648 hồ sơ công việc, trong đó có 210 hồ sơ điện tử. 100% cán bộ công chức trong diện kê khai đã thực hiện kê khai và báo cáo kết quả kê khai tài sản thu nhập. Cán bộ công chức phường được bố trí sắp xếp phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực, sở trường công tác, quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công, dự toán ngân sách năm 2023, quyết toán ngân sách năm 2022, các khoản phí lệ phí được niêm yết công khai. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Nhân dân phường Trần Thành Ngọ tiếp nhận và giải quyết xong một đơn phản ánh kiến nghị của công dân. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường tiếp 28 lượt công dân, nội quy, quy chế tiếp công dân được niêm yết công khai. 100% cơ sở tín ngưỡng tôn giáo đã thực hiện việc đăng ký hoạt động tín ngưỡng tôn giáo theo quy định. Đoàn kiểm tra lưu ý Ủy ban Nhân dân phường Trần Thành Ngọ cần bám sát quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 và thực hiện nghiêm túc rà soát các thủ tục hành chính, các văn bản mới ban hành để niêm yết đúng quy định. Các nội dung niêm yết đặt ở vị trí thuận tiện để nhân dân dễ quan sát, tăng cường lập hồ sơ công việc điện tử. Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Phong Doanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, ghi nhận kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo trong thực hiện công tác cải cách hành chính của Ủy ban Nhân dân phường Trần Thành Ngọ. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận lưu ý, Ủy ban Nhân dân phường cần tiếp tục nâng cao hiệu quả cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, thực hiện nghiêm túc hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015, đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt công tác văn thư lưu trữ, mặt khác tăng cường kỷ luật kỷ cương công vụ, chú trọng phòng chống tham nhũng tiêu cực, quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức. Mục tiêu phải phấn đấu duy trì phường Trần Thành Ngọ là đơn vị nằm trong nhóm dẫn đầu khối phường của quận về kết quả công tác cải cách hành chính.